Tâm Phát Auto kính chào anh chị các bạn. Đây là con số 3 trong cái chồng em có video này cũng lâu mấy ngày rồi đó. Em bán đồng giá 2,2 triệu hết đó, 5 con rồi con số 1 nó con số 5 á. Vậy này con số 3 nè. Em quay anh chị sẽ các bạn xem cái mặt màu đen, mặt màu men, núm gật ngang nha anh chị các bạn. Sensor cảm biến nhiệt đáy nồi tự động ngắt ga và khóa ga. Cảm biến gió thổi tắt lửa tự động ngắt ga và khóa ga. Bộ xì lửa đó bằng thau nha anh chị nha các bạn. Đây. Đây cái kiềng để bắt nồi. Thì con này có mặt cũng tương đối nha anh chị các bạn. Có dấu cắn chỗ này, ngay chỗ cái kiềng để nồi để lên là không có thấy. Đây là sản xuất 2013. Tháng Giêng 2013. Thì anh chị các bạn mua từng con cũng được, mà nếu mua 5 con hết luôn em sẽ để giá sỉ cho anh chị và các bạn. Em kiếm ly cà phê cũng được. Nút gạt ngang. Con này thì có nút 3 giây nha anh chị các bạn, hỗ trợ chúng ta chiên rán đồ khô. Thì anh chị các bạn chiên cá, chiên thịt được nhiệt độ cao anh chị các bạn bấm nó vô giữ trong 3 giây. Nó sẽ cháy đèn lên. À, ngọn lửa nó không có phụ thuộc cho cái cảm biến này. À, nó không có bị nhỏ lửa lại. Chúng ta sẽ chiên xào dễ hơn. Còn mà không có nhấn cái nút đó thì nhiệt độ đáy nồi nó hoài 25 độ C thì lửa tự động nó sẽ nhỏ lại từ từ. Thì mua bếp anh em thì em sẽ hỗ trợ linh kiện cho anh chị các bạn suốt cuộc đời bếp và tặng cặp pin dung lượng cao alkaline, tua xèo alkaline gắn lưới chống chuột cho anh chị các bạn luôn. Mỗi con bếp về thì có một chồng mà bữa em làm cái video mấy ngày đó có 5 con thôi, 2,2 triệu một con. Anh chị nào mua từ 3 con đó lên thì em sẽ để giá sỉ cho, hoặc là lấy hết 5 con để giá sỉ luôn, tặng pin và gắn lưới chống chuột luôn. Đây đây là nó khi nướng nó bằng ma men nha anh chị các bạn, chỉ nướng nó bằng inox. Đây là hộp nướng. Rồi, em dỡ cái phần dưới lên cho anh chị các bạn xem. Rất đẹp nha anh chị các bạn. Thì bên em bán thì không ship COD và không bao gồm cước vận chuyển. Anh chị các bạn mua vô lòng đặt cọc cho em ít rồi anh chị nhận bếp, rồi sau đó còn bao nhiêu thanh toán bên đơn vị vận chuyển. Được tặng pin dung lượng cao gắn lưới chống chuột, hỗ trợ linh kiện chọn đời bếp. Con thứ ba 2013. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo hết. Em đã kiểm tra và đã test hết rồi. Anh chị mua về chỉ lắp pin gắn ga vô là xài thôi. Phải làm gì hết. Rồi, mọi thắc mắc như mua sản phẩm anh chị các bạn liên hệ 0938 349 749, em giao hàng toàn quốc. Xin chào và hẹn gặp lại.